kiếm đau cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường. Bao giờ thì sẽ tới? Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che cho em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Xôi đâu, chỉ cần ta cần nhau đến khi bạc đầu, dù mai sau nhiều điều.